Thầy chào tất cả các em Như vậy thì cho tới thời điểm bây giờ Đã là đầu tháng 12 rồi Thì cơ bản cái nội dung chương trình học của chúng ta Trong phác đồ mình đã hòm hòm rồi Gần xong rồi Chỉ còn khoảng thầy nghĩ rằng là là một tháng nữa thôi Hơn một tháng một chút là chúng ta cơ bản là xong Thì thầy và các em chuẩn bị bước sang một cái Giai đoạn cực kỳ quan trọng Cái điểm số của các em nó cao hay thấp là Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái giai đoạn này Nhá. Cái việc mà chúng ta học để nắm được kiến thức ấy thì ở đây thầy chia sẻ luôn với các em là Khi mà các em học phát đồ với thầy thì các em thấy rồi Toàn bộ các cái câu hỏi bài tập nhá đây, trong cái bộ phát đồ này ba ba cái tập ba cái bộ phát đồ nhá một bộ phát đồ lớp 10 này một bộ phát đồ lớp 11 này một bộ phát đồ lớp 12 tất cả các cái câu hỏi các cái bài tập Đấy. đều được thầy đều được thầy giải chi tiết bằng video chính bản thân thầy nào Đấy. Rồi thì thầy còn giảng dạy các em các cái bài giảng chuyên đề rất là kỹ. Thế nhưng mà khi mà kết hợp với cái việc mà mà hàng năm nhá, hàng năm thầy đều có giải hàng trăm cái đề đó trực tiếp thầy nào. Thế mà đôi khi mà làm đề vẫn còn những cái sai lầm. Đấy, nó còn nó vẫn mắc những sai lầm nó không thể nào mượt cái mức độ mà 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 không bao giờ mắc sai lầm được. Cho nên là ai bảo là là tuyệt đối thì không thể. Vì vậy cho nên ở đây ấy, khi mà các em học xong rồi các em sẽ bị quên rất là nhiều đấy và có khi là đôi khi nhiều bạn là các anh chị ấy vừa thi đỗ học xong hỏi xong là cũng lại quên vì vậy cho nên để mà các em có thể ứng dụng được vận dụng được những cái mà mình đã học những cái mà được thầy dạy để chúng ta biến biến nó thành điểm ấy tức là mình làm nó chuẩn mà không bị sai một cách mượt mà được thì cái giai đoạn mà về đích thực chiến này là vô cùng quan trọng Nhá, Tiếp cái thứ hai nữa là năm nay thì cái số lượng mà các em đăng ký có cái nguyện vọng mà thi vào những cái trường tốt đầu trường y dược của bách khoa ngoại thương các thứ thấy, thấy rất lớn vì vậy cho nên là, là là, tiếp tục cái thành công của năm 2020 năm 2021 này chúng ta lại quyết tâm là hướng tới điểm 10 đấy bởi vì thực ra ấy, bây giờ thì nát thầy sẽ phân tích sâu hơn cái việc mà điểm 10 bây giờ nó nó không củ chuối mà nó không quá là là là, 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 là xương sẩu như là thời kỳ 2018 2019 nữa những cái bạn mà học khá cứng là chúng ta hoàn toàn có thể là đạt được nếu mà mình luyện một cách nó chuẩn nhá vì vậy cho nên là những cái bạn nào mà 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 học mà chắc tay các em cứ mạnh dạn đặt mục tiêu 10 điểm cho thầy nát nữa thầy sẽ phân tích trong tại sao lại là như vậy tuy nhiên thì các em cũng phải biết rằng 10 không bao giờ là dễ nhá 10 không bao giờ là dễ cả tuy nhiên thì cái khó ở bây giờ ấy, cái khó ở thời điểm này nó đã khác xa thời điểm ngày xưa rồi luật chơi nó thay đổi đấy đây sơ mở đầu với chương trình thì thầy uh, có một số cái chia sẻ như vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì uh, thầy sẽ trả lời cho các em bốn cái vấn đề bốn cái, cái cái câu hỏi chính ở trên màn hình đấy các em nhìn thấy rồi bởi vì là trong cái 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 khoảng thời gian mà uh, học và tương tác với thầy ở trong nhóm ấy thì có rất nhiều bạn bắt đầu đã quan tâm đến về đích rồi đặc biệt là những cái anh chị những cái bạn mà 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 thi đại đấy các em có kiến thức vẫn còn tương đối chắc thì là là các em muốn là là chuyển sang về đích ngay thì à, bạn nào mà quan tâm thì các em có thể bỏ một chút thời gian ra nghe kỹ thầy trình bày diễn đạt những cái 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 cái, cái điểm sau này thì các em điểm ngay dưới đây thì các em sẽ hiểu nhá thì bây giờ ta sẽ đi vào ngay cái nội dung đầu tiên là ở đây ấy, cái câu cái cái câu hỏi đầu tiên mà thầy muốn trả lời với các em luôn đó là mà và thầy cũng phải nhấn mạnh luôn các em phải nhớ là 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 muốn được 10 điểm thì nhất định phải thực chiến đấy muốn được 10 điểm nhất định phải thực chiến nhá thế thì tại sao chúng ta lại như vậy các em phải hiểu là đi thi là mình như kiểu là mình đang đi chơi trên một cái 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 cái, 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 cái sân nào đấy ví dụ như chúng ta đá bóng chúng ta phải hiểu về luật đá bóng chúng ta chơi bóng rổ chúng ta phải hiểu là bóng rổ rồi chơi chơi cầu lông chúng ta phải hiểu thế bây giờ mình đi thi năm 2021 thì mình cũng phải hiểu luật thi năm 2021 nhá. Hiểu luật thi 2021 nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ở đây ấy, cái cấu trúc và mức độ đề thi so với các năm gần đây là nó khác rất là nhiều rồi. Đấy, cái thứ nhất là cấu trúc nó nó thay đổi rất nhiều. Là như thế nào? Với cái năm 2018 2018 này cộng với 2019, đấy thì thi để mà được 10 thì nó có chung là các em phải rất là là có kỹ năng làm bài tập khủng đấy nó sẽ bài tập của chúng ta sẽ rất nặng bài tập rất là nặng tính toán rất là châu bò được chưa đấy thế thì tiếp tục là sang năm 2020 là gần đây nhất thì do dịch covid cho nên cái phần vô cơ người ta lại bỏ bỏ đi nhá đấy <laughs> thì các em thấy là 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 à, những ba cái năm gần đây có sự thay đổi rất là nhiều thì chính vì như vậy chính vì nó thay đổi nhiều như vậy <laughs> cho nên nếu như mà các em mà tự luyện ấy, tự luyện nhá dùng những cái đề của những cái năm gần đây thì nó sẽ không chuẩn các em chú ý là mục tiêu của chúng ta là 10 điểm thì mình phải chất chiêu mình phải học chuẩn từng ly từng tí một chứ chứ mình không không thể nào học tràn ra được Đấy, tràn ra được thì tương nhiên các em được khoảng 9 hay là hơn 9 thì nó cũng ok nhưng mà để mà mục tiêu được 10 chúng ta nhất định chúng ta phải học một cách nó 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 khôn ngoan được chưa học một cách khôn ngoan và chúng ta phải hiểu kỹ được luật chơi đấy thì chúng ta mới có nhiều cái cơ hội để được 10 đấy thì cái thứ nhất các em phải hiểu cho thầy là luật nó thay đổi rồi có nghĩa là những cái năm gần đây nó khác rất là nhiều khác nhiều như vậy cho nên là cái tài liệu và đề thi các em phải dùng cái đề chuẩn đấy không thể dùng lại những cái dùng lại những kia để chúng ta ôn tập nó hoàn toàn ok nhưng mà đến khi chúng ta luyện thực chiến thì lại không ổn một chút nào nhá cái số 2 nữa ở đây là năm nay lại có cái sự giảm tải mặc dù nhìn qua thì rất là ít đấy, người ta chỉ nói một cách so với cái năm trước thì nó nó chỉ là nhôm ba cộng cộng với oh trừ để tạo thành kết tủa sau đó kết tủa của chúng ta lại bị tan trong oh trừ là cái mô hình bài toán mà liên quan tới đổ kiềm ấy và nhôm 3 cộng thì cái tính chất này nhìn qua rất ít nhưng mà các em phải hiểu là những cái bài toán vô cơ nhá những cái bài toán vô cơ dính tới nhôm ấy là rất nhiều đặc biệt hát cộng trong cái nấu 3 trừ mà cái mô hình H cộng cho cái nấu 3 trừ thì để mà nó khó được thì bắt đầu nó phải có cái nó phải có cái sự kết tủa liên quan đến thằng nhôm này tan không tan nên sau đó nó liên quan đến hỗn hợp kết tủa của thằng nhôm hidroxit với lại BaSO4 nữa là cái mô hình rất hay gặp. thì bây giờ người ta bỏ cái này đi rồi thì nó sẽ kéo theo một hệ lụy là rất nhiều những cái mô hình bài toán vô cơ của chúng ta sẽ được giảm đi. đấy có nghĩa là cái lượng tính toán nó sẽ giảm xuống. được chưa nhà giảm xuống rất là nhiều. nhá. cái thứ hai là cái mô hình của bài toán về peptide nhá cái mô hình bài toán peptide của chúng ta thậm chí cả là st thì cái phần và phần mà tính toán của chúng ta về mặt tính toán nói chung người ta cũng giảm tải rất là nhiều người ta giảm đi nhiều rồi thậm chí là những cái bài mà mà peptide mà tính toán châu bò chúng ta bỏ luôn đấy Thế như vậy thì các em thấy là là cái điểm số 2 mà các em phải 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 phải, phải nhớ ở đây đó là Bây giờ thì cái 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 phần mà tính toán những bài toán nặng, những bài hóa học bài bài tập nặng về bài về tính toán ấy nó không quá là quan trọng nữa. Nhá, yeah. nó không quá quan trọng mà nó lại bắt chúng ta để được 10 thì rèn luyện cái khác cơ. Được chưa nhỉ? <laughs> Đấy, bắt chúng ta phải rèn luyện cái khác. Thì chính vì như vậy cho nên các em chính vì là là cái phần tư duy toán chúng ta không cần là nhiều. Tư duy để giải toán họ chúng ta không cần nhiều. Cho nên thầy mới nói rằng những cái bạn mà chúng ta có lực học khá cứng Khá cứng nhá là chúng ta có thể được 10 điểm được Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta có thể làm được hết đề thi Mình có thể làm hết được Nhưng mà cái việc các em có khoanh được hết hay không thì nó là một chuyện khác Đấy Cho nên nó mới sang cái số 3 Hai cái đầu là thầy đã, đã nói với các em rồi Bây giờ sang cái số 3 của chúng ta là những cái nguyên nhân để chúng ta mất điểm 10 thì ngày xưa ấy, cái thời 2018, 2019 ấy à, chúng ta là à, muốn được 10 chúng ta cứ phải làm những câu cực kỳ là căng về mặt tính toán. Đấy thì chúng ta mới có hy vọng như vậy. Nhưng bây giờ tình hình nó khác rồi. Những cái bài toán ấy người ta bây giờ người ta gần như là không sử dụng nữa hoặc là có thì nó cũng ít thôi. Tức là cái cái lượng tính toán của chúng ta giảm đi rất là nhiều. Và người ta sẽ kết hợp cái việc tính toán với lại những cái tính chất học đã được chơi nhạc Nhá. Thì cái điểm 10 của chúng ta bây giờ ấy, cái sai sót này này, cái cái sai sót hoặc là mất 10 của chúng ta là vì vì chúng ta sai sót. Đấy. Chúng ta có những cái sai tức là ở đây các em làm được nhưng mà chúng ta lại khoanh sai, hoặc là chúng ta bị bẫy sai sót này, hoặc là mình bị bẫy máy hoặc là do là tâm lý. Do tâm lý, thế nào là do tâm lý? Ví dụ lúc trong phòng thi mà các em À, nhìn thấy một câu mà mình cảm thấy nó khi mà các em làm coi các em không được luyện kỹ bắt đầu mình nhìn thấy nó hơi hơi là lạ một cái bắt đầu mình mới lao vào mình làm làm mà thấy nó nó không mượt đấy bởi vì khi mà lúc đi thi các em luôn đặt cho mình cái mục tiêu rất là cao nhiều bạn là nghĩ rằng mình bài nào mình cũng phải làm trơn trơn vèo 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 à, thế bây giờ tự nhiên đến câu khoảng à, 70 72 chẳng hạn đấy những câu này bạn ấy nghĩ là chưa đến cuối mà đã thấy làm khựng một phát khựng phát bắt đầu là bắt đầu rét khựng một phát như vậy nó ức chế, nó bắt đầu bắt đầu toát mồ hôi ra cái thế nào thôi. Có thể là chúng ta sẽ bị vỡ trận. Bởi vì mục tiêu của em đặt cao cho nên là muốn là là cái gì cũng phải tuyệt đối, nên chỉ cần nó hơi có sạn một tí là bắt đầu là em hoảng. Thì những cái tâm lý như vậy là rất hay gặp và nhiều bạn bị có thể là năng lực của em tốt nhưng mà do là mình bị dính cái kiểu như vậy dẫn tới là 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 là, là, là thôi coi như cái đề là mình bị hoảng lên rồi là bắt đầu tâm lý của em nó sẽ bị loạn loạn như vậy là cái cái bộ lão của mình nó bị ngu đi rất nhiều và kinh nghiệm của thầy từ những cái năm từ năm đặc biệt là năm ngoái là thấy là rất nhiều bạn học tốt nhưng mà chúng ta bị những cái sai sót và khi mà hỏi các em thì em nói ba làm ok làm rất ngon nhưng mà đến cuối cùng thì lại sai khoảng hai ba câu à, thế được chưa nhỉ rất nhiều bạn như vậy cho nên năm nay là thầy phải dồn toàn lực vào để khử hết những để để cố gắng khử được càng nhiều những cái đấy thì càng tốt không thể nào mà tuyệt đối được nhưng mà mà sẽ cố gắng hết sức để chúng ta hạn chế được tối đa để chúng ta lưng được những cái số lượng những cái bạn được 10 lên đấy thế thì ở đây ấy, nói chung nguyên nhân mất 10 của chúng ta ở đây không phải vì các em không làm được mà là vì chúng ta bị những cái lỗi chúng ta mắc cái lỗi những cái sai sót do tâm lý thế cho nên là để mà để mà chúng ta được mười được thì chúng ta phải khử được những cái sai sót này nhá mà bây giờ mà muốn khử được các cái sai sót thì bắt thì chúng ta phải làm nó xuất hiện đấy cái sai này của chúng ta nhé mà chúng ta muốn khử đi được đầu tiên các em phải phải làm cho nó xuất hiện à phải chúng ta phải làm cho cái sai lầm nó xuất hiện nó xuất hiện thì những cái sai sót này thì thực ra là nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh thời gian này nó còn tùy thuộc vào kiến thức của từng bạn một này đấy nó phụ thuộc rất là nhiều và mỗi một người mỗi một bạn thì lại có một cái kiểu sai sót khác nhau cho nên ở đây ấy, là bắt buộc, bắt buộc để mà nó xuất hiện ra thì các em phải thực chiến, nha. Chúng ta phải thực chiến thì mới biết được. Thì các em cứ để ý nhé, có một số thanh niên mà à, cứ làm được những cái câu khó khó và khó, khó ấy, à, các em cứ thấy là những cái bạn khó, những cái bạn mà bạn làm một số những cái bài tập khó, nhìn nó trâu bò nó dài, à, các em nghĩ rằng đấy là giỏi, không nên suy nghĩ như vậy. Kệ chúng nó, được chưa nhỉ? Cho người cứ đi em thử đi. Các em cứ học đúng theo những phác đồ của thầy Kệ các bạn Cho các bạn làm những câu cho bò đi Bây giờ cứ thử làm đề đi Xem thằng nào làm cao điểm hơn <laughs> nha Đấy thì mới là quan trọng Chứ không phải là bây giờ Mình học là mình để mình mình thu được cái kết quả nó tốt nhất à, Và được 10 là tốt nhất Chứ không phải là các em Chứ không phải là các em các em học để là thành một chuyên gia Để đi thi đấu để xem ai nhanh hơn à, Rồi ai thể hiện bản lĩnh giải bài nhanh hơn Không phải vậy Được chưa nhỉ À, được chưa không phải như vậy nhá các em cứ làm những cái bài nó phù hợp thôi mà chúng ta làm khoanh được đúng hết thì là là ok thì bây giờ nói lại bây giờ tiếp tục thầy này lại quay lại cái vấn đề của chúng ta là uh, để mà xuất hiện được những cái sai lầm và 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 xuất hiện những cái tâm lý phòng thi ấy, thì bắt buộc các em phải thực chiến có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà làm các em phải áp thời gian vào áp trong cái không gian đấy vào có cái đề thi có các bạn xung quanh làm nó tạo áp lực khi mà bắt đầu có áp lực một phát thì bắt đầu tai nạn nó mới xảy ra tai nạn mà xảy ra thì chúng ta mới tìm cách chúng ta mới có cách để chúng ta uh, hạn chế khắc phục và rút kinh nghiệm được Nhá. thế còn lại bây giờ những cái đề thi mà các em cứ lác đác túc tắc các em làm ấy uh, hôm nay các em khỏe khỏe các em làm được một lửa tối làm một tí không ăn thua đâu các em ạ không ăn thua được bởi vì làm như thế nó sẽ không xuất hiện những cái sai lầm đấy ngay kể cả cái việc năm nay cái 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 khóa về đích của thầy phải là thực chiến vì thầy sẽ hướng chủ yếu tới là chúng ta có bấm giờ chúng ta áp thời gian vào thì nó mới nó mới nó mới thực được trong cái hoàn cảnh nó thực chứ còn nếu như mà cứ tự giác làm không 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 ép thì nó nói chung là không ăn thua đâu thầy đảm bảo với các em bạn nào mà tuân thủ đúng cái 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 chương trình học thực chiến về đích này thì chắc chắn là các em sẽ có một kết quả thi nói chung là rất là tốt nhá <laughs> chắc chắn là sẽ rất là tốt nhá <laughs> cái tiếp theo nữa thầy phải nhấn mạnh thêm là để nó xuất hiện sai sót rồi chúng ta phải thực chiến nhưng nhưng mà cái sai sót của chúng ta nó lại quá là nhiều vì vậy cho nên là mình mình phải làm trong một cái 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 cái, cái, cái nguồn đề nguồn tài liệu nó chuẩn đấy chuẩn thì thì mình mới khử những cái sai sót nó mới đúng nó mới trúng nó trọng tâm chứ bây giờ em cứ làm những cái đề từ ngày xưa xong bây giờ mình lại không làm những cái câu khó ấy. mình không làm những cái câu tính toán châu bò thế bây giờ các em lao đi các em vá những cái đấy có cần thiết đâu trong khi những cái mà những cái mà chúng ta cần phải vá thì chúng ta lại không vá thế bây giờ các em làm những cái đề không chuẩn các em không nào những cái câu châu bò chứ bò giờ người ta có thi đâu Thế bây giờ mình để lao thì mình học rất nguy hiểm đấy nhá thế cho nên là 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 à, nói chung là về đích tại sao phải về đích thực chiến là vì là về đích thực chiến sẽ giúp các em à xuất nó nó sẽ làm cho, cho cho các em xuất hiện những cái sai sót, những cái sai lầm để chúng ta rút kinh nghiệm. Và các em sẽ được học những cái tài liệu mà à, được thầy kiểm duyệt và kỹ rồi, chuẩn chỉ rồi. Tức là chuẩn chỉ đây là theo quan điểm của thầy thôi, nó chỉ mang tính chất là tương đối nha chứ không thể nào tuyệt đối được bởi vì nó khách quan là nó do chủ quan từng thầy cô một tuy nhiên thì các em cũng có thể tạm yên tâm được bởi vì là là là, là thầy nghĩ rằng là à, thầy khi mà làm việc thì thầy và đội ngũ là luôn luôn là tâm huyết hết mức đấy thì năm nay thì à, năm nay thầy sẽ cố gắng là tâm huyết nhiều hơn nữa để làm sao mà cái kết quả của chúng ta nó tốt hơn năm 2020 nhiều đấy nghe chưa nhỉ Thế nói một chút nữa về về cái đề của chúng ta đề chuẩn chẳng hạn thì một một số bạn hỏi đề chuẩn là như nào. Thì đây theo quan điểm của thầy thì đề chuẩn là cái đề nó phải mới nhất. Tất nhiên là khi mà ra đề thì chắc chắn chúng ta phải có sự kế thừa. Mình phải kế thừa từ những cái đề năm trước có rất nhiều những câu hỏi rất tốt. Phù hợp chúng ta có thể dùng lại ok. Nhà cái này nói thẳng là như vậy. Nhưng mà có một số những câu nó không phù hợp thì chúng ta phải bỏ vào thay thế. Đấy nó nó, nó là như vậy. Được chưa? <laughs> và cái thứ hai nữa là 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 là, là à, thứ nhất là nó phải mới thôi được chưa? thứ cái thứ hai là phải được biên soạn bởi những cái đội ngũ tâm huyết mà các em tin tưởng tâm huyết là thế nào? là do các em đánh giá thôi em tin tưởng là được. còn lại những cái đề từ năm trước thì các em theo thầy nghĩ là chúng ta luyện để 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 làm kiến thức thôi, luyện cho nó chắc kiến thức thôi chứ còn à, để có cái cái, cái 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 kỹ năng mới để nó xuất hiện những cái sai sót chuẩn thì chúng ta không có nhá đây là cái vấn đề thứ nhất là Tại sao chúng ta phải phải uh, Tại sao chúng ta lại phải uh, về đích thực chiến là như vậy để chơi nhỉ? Uh. bây giờ ta sang cái nội dung số 2 đó là cái chương trình đào tạo tức là khi mà kem tham gia cái chương trình về đích thực chiến này thì các em sẽ được học các em sẽ được bổ trợ các em sẽ được dạy những cái gì ở đây thì ở đây trong chương trình này của chúng ta sẽ có 8 nội dung nhé Các em sẽ được tham gia một cái hệ thống để vá những cái cái, cái hồng hổng kiến thức ở trên cái này là trên web khi mà các em luyện đề khi mà các em làm đề mà chúng ta phát hiện ra sai ở đâu các em có thể luyện thêm những cái phần đó trên web nó sẽ có để các em kích vào các em làm thôi tiếp theo là chương trình ôn tập lớp 11 thì lớp 11 thì người ta cũng có thi như là năm ngoái nhưng mà cái kiến thức thi nó rất khá là cơ bản rất cơ bản thôi nhưng mà nếu như mà các em không biết thì cũng gần như là thành quá khó đấy nhiều bạn hỏi bây giờ phân 30 phút là cái gì 30 phút bạn nào biết khoanh luôn còn không biết thì là chị không thể nào mà dùng tư duy mà 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 chúng ta uh, suy luận được nhá. Hoặc là người ta hỏi cho thực vật là cái gì? Diêm tiêu là cái gì? Th thế là tôi đứt được chưa nhỉ? Um. Hoặc là phút pho đỏ, phốt pho trắng cái thằng nào mà tính chất học mạnh hơn. Ví dụ như vậy. Cái đấy là chỉ cần biết thôi. Nghe thôi là ok. Nhưng mà các em mà quên một cái là tôi chịu. nha Rất cơ bản nhưng mà lại là rất nguy hiểm. Cái số 3 là các em sẽ được tổng ôn lại các kiến thức lý thuyết lớp 12 thông qua những cái bài test. Cái này thì chúng ta vừa mới được học xong rất tương đối kỹ rồi. Chủ yếu là chúng ta test lại tổng ôn lại nhé. Tiếp theo là những cái phần mà mà tổng duyệt lại các bài tập. Chủ yếu là các bài tập lưng cao thì cái này sẽ dành cho cái chương trình 9,5 cộng là chủ yếu. Rồi <laughs> cái chương trình dưới này, này cũng phải là 9,5 cộng này. Nhá. thế còn lại chương trình 8,5 cộng của chúng ta thì bài tập nó khá là cơ bản thôi. Ôn tập rất là nhẹ nhàng quan trọng nhất ở đây của chúng thầy thầy, thầy nhắc lại này, này quan trọng nhất của chúng ta ở trong cái chương trình đào tạo thực chiến với đích này là cái nội dung ở bên dưới này đây nội dung của chúng ta ở bên dưới này là cái ba cái phần này đó chúng ta sẽ có những cái phần thực chiến là như thế nào thì bây giờ à, thầy sẽ sang cái luôn cái cái nội dung của chúng ta ở cái phần cái 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 câu hỏi số 3 đó là về khai giảng và cái triển khai chương trình học tập của chúng ta là như thế nào nhé Thế thì ở đây ấy, khai giảng thì à, chúng ta thầy sẽ bắt đầu khai giảng từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 và dự kiến là chúng ta sẽ kết thúc vào 21 tháng 6 21 tháng 6 năm 2021. Như vậy thì theo tính toán của thầy thì mình sẽ có khoảng 180 ngày tính từ ngày khai giảng cái chương trình với đích thực chiến. 180 ngày thì các em phải bỏ ra cho thầy là 20 ngày nghỉ 20 ngày là chúng ta nghỉ rồi Nghỉ là cái gì? Nghỉ ở đây là bởi vì chúng ta dính vào cái dịp Tết Thì cũng phải mất tầm 10 ngày Đương nhiên là còn là hôm ấy là thầy sẽ có thông báo là toàn bộ hệ thống là AP thì chúng ta nghỉ hết Các em muốn học thì các em cứ tự học bình thường thì phát đồ thôi Nha Cái thứ hai là nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 cũng khoảng 4-5 ngày Còn lại một số ngày nữa thì có thể nó rơi vào những cái tình huống đặc biệt gì đó thì thầy cứ gọi là như vậy Xong xoay nhá Thì nói chung nó còn khoảng 160 ngày thì trong 160 ngày này thì thầy sẽ tiến hành là ngày nào chúng ta cũng có bài test tức là ngày nào cũng thực chiến hết được chưa chúng ta sẽ có 160 cái đề test để kiểm tra đấy tức là mình thực chiến nhá thì những cái đề thực chiến của chúng ta nó sẽ bao gồm đề lý thuyết này bao gồm đề tổng ôn kiến thức lớp 11 này nó không thể chủ quan được nhá bao gồm đề chắc chắn 7,5 cộng này. Đấy thì những cái này nó sẽ rơi vào khoảng 30 đến 40 đề. 30 đến 40 đề. Này tốt nhất là à, để đảm bảo thầy sẽ cho số lượng câu nó nhiều hơn một chút bởi vì cái này tốc độ làm của em rất là nhanh. Đấy nha để chúng ta quét được quyết lại cho nó chắc. Tiếp theo là à, cái phần còn lại của chúng ta sẽ là khoảng 120 đến 130 đề của chúng ta là đề, đề full để để phun là đề chuẩn cấu trúc chuẩn cấu trúc chúng ta thì sẽ có hai loại là đề của thầy ra và đề của các cái sở và các cái trường trên toàn quốc để bác trung nam thế thì tất cả các cái ngày của chúng ta đều có thầy bố trí như vậy là vì sao bởi vì ở đây theo quan điểm của thầy này các em phải chú ý này, này. nha các em phải chú ý là nếu như mà các em thu xếp một thời gian chúng ta làm thì bắt đầu nó sẽ có không khí nó sẽ có cái không khí chuẩn nhất với chúng ta thi nó gắn nó sẽ sát nhất với lại cái điều kiện thực tế. Gọi là thực chiến mà. Thì bây giờ các em phải thi thử nhá, thì thì nó mới có áp lực, chúng ta mới có cái cái không khí như vậy thì tốt nhất là các em nên tham gia. Nhưng mà bởi vì chắc chắn là sẽ có bạn là chúng ta sẽ bận ngày nội ngày kia. À, các em không thể nào mà tham gia full như vậy được. Thì đây thầy tổ chức kín như vậy để cho bạn nào mà à, buổi nào mà chúng ta bắt buộc mà mình để, để mà các em bắt buộc các em không không tham gia được thì là các em phải làm sau còn lại những cái hôm nào mà chúng ta thu xếp được thì các em phải làm nhá đấy bây giờ nếu như mà thầy cố định vào thứ hai thứ sáu là hạn thì có những cái hôm đấy các bạn ấy đi học hết rồi thì có những bạn ấy không làm được cái gì cả thì nó không được như vậy chúng ta làm tất ngày nào cũng có hết và và 160 khoảng khoảng 160 cái đề này sẽ được tuân theo 6 cái bước Các em phải tuân thủ những cái mà thầy chỉ chỉ định ra thì nó mới tốt được Thì đầu tiên chúng ta sẽ có post đề lên này Post đề lên sau đó là sẽ có khoảng thời gian để cho các em làm Và các em nộp vào đường link giống như kiểu chúng ta thi ở trên page ấy Sau khi làm xong thì uh, sẽ có chấm điểm và báo điểm cho các em Những cái bạn nào mà 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 được điểm cao thì sẽ được vinh danh nhá <laughs> để chúng ta tạo động được chúng ta có cái không khí nó như thế nó mới nó mới tốt cho các em chúng ta mới cố gắng phấn đấu <laughs> bước số 3 ở đây là các em sẽ xem lời giải lời giải trong khóa thực chiến năm nay thầy sẽ kết hợp video quay sẵn tức là có rồi hoặc là like Đấy, có nghĩa là sau khi mà thi xong xem điểm xong các em sẽ xem luôn lời giải dưới cái dạng là video hoặc là thầy sẽ like thầy chữa hoặc là cô Hoài Linh sẽ like chữa nhá kết hợp như vậy rồi Tiếp tục Sau khi mà chúng ta xem Tất cả các thứ xong rồi Thì các em phải ghi lại Phải có một quyển sổ Tất cả các bạn học thầy đều phát được sổ rồi Còn những cái bạn học riêng về đích này không có sổ Thì các em phải trang bị Tự trang bị cho mình một quyển sổ Để chúng ta ghi lại những cái sai lầm Những cái ý tưởng hay Nhá Cái này là điều vô cùng quan trọng Được chưa để là cứ mỗi một ngày các em bỏ cho thầy khoảng vài phút, 5 phút đọc lại những cái sai lầm đấy thì chắc chắn là tốc độ xử lý của chúng ta sẽ nhanh hơn rất là nhiều và các em sẽ không bị sai nữa thế còn lại khi mà các em bị sai như vậy cần phải luyện thêm thì bắt đầu các em sẽ quay lên web để chúng ta có cái chương trình vá nỗ thủng web đây là chương trình vá nỗ thủ này, này trên web này nha đó được chưa nhỉ còn chương trình lớp đấy đấy là cái 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 khai giảng này cũng như là là cái cách mà triển khai triển khai là như vậy bây giờ thì cái chương trình ôn tập thì bây giờ sang cái 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 phần số 4 này. Ở đây thầy nói trước khi sang cái phần số 4 thì thầy phải nhấn mạnh là cái phần chú ý này các em lưu ý cho thầy là để mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất ấy thì tốt nhất là các em chú hết thời gian học xong phát chúng ta tức là mình bốt đề phát là chúng ta làm nó xong luôn xong luôn cái đề đi cần gì chúng ta xử lý ngay chứ còn nhiều bạn mà cứ để lại để lại hôm sau nó trồng đống trồng đống lên xong bắt đầu ngại không ổn đâu không hiệu quả mà nó rất là phí những cái công sức mà thầy bỏ ra cho các em nhá đấy cố gắng thu xếp làm được càng nhiều càng tốt và và tốt uh, và 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 nếu như ngày nào cũng tham gia được là tốt nhất rồi. Thì bây giờ là sang cái chương trình mà 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 ưu đãi cho các bạn đăng ký sớm ở đây thầy phải nhấn mạnh với các em rằng là thầy muốn ổn định cái 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 số lượng các bạn đăng ký học để chúng ta làm chúng ta bắt đầu học cho nó tốt như là trong cái chương trình phát đồ thầy nói rồi. À, bạn nào cảm thấy cần học thì chúng ta đăng ký sớm đi nhưng các em thấy là thầy sẽ không có cái chuyện là giảm giá đâu đến bây giờ vẫn cứ như thế đấy nhá để cho các em yên tâm đi nào nào bọn nào mà cảm thấy cần thì chúng ta học luôn và các em phải xác định là mình học cố học một lần thôi chiến đấu cho nó căng hết cỡ lên đi đừng có học chúng ta học giặt dẹo một tí xong bắt đầu nó thiếu một nửa điểm rồi thiếu một phần tư điểm rồi lại phải ôn lại rất là mệt rồi nhiều bạn là ý kiến cái nội ý kiến ý, 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 kia gia đình hoàn cảnh điều kiện rồi các em học các em không học trực tiếp từ thầy mà học từ kênh nọ kênh kia nó sẽ không hiệu quả. Nó sẽ vẫn có thể nó tốt nhưng mà nó không thể tốt bằng học trực tiếp được. Mà khi đó các em chỉ cần thiếu một ly thôi, thiếu một phần tư điểm thôi là nó đã đứt rồi, là toàn bộ vứt đi hết. nhá. Mà thầy nói luôn là bây giờ học phí của chúng ta học đại học rất là cao. Các em mà mà bảo bảo lý do là nhà em quá hoàn cảnh thì cũng đỗ cũng không học được. Đấy là thầy nói luôn là như vậy. Nhưng mà đây thầy khuyên các em là thôi thì mình đã chỉ có một năm duy nhất để chúng ta ôn thôi. Phải chiến đấu hết sức mình nhá. thầy sẽ tạo điều kiện hết mức cho những cái bạn mà mà đang có kế hoạch mà chúng ta quyết tâm học đăng ký sớm nha thì em sẽ được giảm 50% đấy. Cái này là 50% nhá. Giảm 50%. Đây các em nhìn ở trên cái 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 bảng chúng ta thấy rồi. Đăng ký sớm và đăng ký trước cái ngày khai giảng, trước ngày 11 tháng 1 năm 2021. Đấy. Thế thì ở đây à, chương trình thực chiến về đích thì nó sẽ có hai cái gói nó là gói 8,5 cộng tức là mục tiêu của em là 8,5 cộng và một cái gói là mục tiêu của em 9,5 cộng tức là gần như chúng ta đạt được mục tiêu là 10 đấy nhá nhưng mà thầy dùng cái từ 9,5 cộng cho nó đồng bộ với phát đồ thế thì khi mà đăng ký như vậy thì các em sẽ được cái gì đăng ký khi mà đăng ký tất nhiên là những cái bạn mà đã học phát đồ rồi các bạn đã học phát đồ rồi thì các em cứ đương nhiên là các mặc định được vào rồi bởi vì cái chương trình về đích thực chiến này nó nằm ở trong phát đồ thôi à. thế còn lại những cái bạn mà chưa học phát đồ chưa đăng ký phát đồ các em muốn về đích không thôi thì vẫn là ok thì khi mà đăng ký như vậy thì các em sẽ được này vào vào cái lớp vào cái lớp về đích 8,5 cộng cái lớp này là ở trên web nó về là làm gì lớp này để các em xem lại những cái kiến thức ôn tập lại cái nội dung kiến thức lớp 11 này để chơi nhỉ xem những cái video lời giải của các cái đề thi theo từng ngày một ví dụ rất là nhiều những các đề thi mà các cái buổi live mà các em không xem được thì thi xong rồi hoặc là tự làm xong rồi thì các em lên các em xem lại hoặc là những cái bài chữa bằng video thì các em lên xem giống như bây giờ các em đang học trong phát đồ ấy nhá rồi cái thứ nhất cái số 2 là các em sẽ được vào một cái nhóm cái nhóm cái nhóm về đích nhóm về đích 8,5 cộng cái nhóm này là ở trên face nhá phây thì cái nhóm này để làm cái gì cái nhóm này của chúng ta là dùng để post đề thầy sẽ post đề để tổ chức thi post đề đến đấy là để cho các em lấy đề dưới cái dạng file pdf các em download về các em làm làm xong các em nộp đấy nộp và có và những cái phần buổi nào mà chúng ta like thì thầy sẽ like ở trên đấy nhóm này là như vậy được chưa cái số 3 nữa là các em sẽ được vào cái chương trình vá nỗ thủng đó vá những cái lỗ hỏng kiến thức vá lỗ hỏng kiến thức này thì là ở trên web đấy nó giống như kiểu lớp lớp về đích 8 cộng ấy. nhưng mà đây nó, nó là một cái bài cái cái lớp test cái lớp vá nó khác nhá <laughs> tất nhiên đây là thời đang ví dụ với tám năm cộng nhé còn với chín năm cộng thì cũng tương tự như vậy nó nó sẽ khác hơn được chưa ngoài ra thì các em sẽ được là vào cái nhóm hỏi bài nhóm hỏi bài nhá nhóm hỏi bài của chúng ta là là trên group và chúng ta cũng được vào cái chúng ta sẽ được đánh chúng ta sẽ được đánh dấu là là học là lapper thì các em khi mà các em sẽ được tham gia hỏi bài trên cái fanpage napke các em sẽ được tham gia hỏi bài trên napke đấy thì tất cả những ai mà được đánh dấu thì khi mà các em hỏi những cái gì trên cái page napke thì cũng được trả lời còn nếu như mà không được tích xanh thì đương nhiên là những câu hỏi các em sẽ không được trả lời đâu đấy thì đây là những cái 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 lợi ích mà khi mà các em đăng ký chương trình là chúng ta học xuyên suốt hết từ lúc từ lúc đăng ký tới lúc thi nhá thế còn ở đây thì có rất nhiều bạn là chúng ta sẽ chưa phân biệt được cái chương trình 8,5 cộng và chương trình 9,5 cộng thì nó khác nhau ở cái gì thì, thì đây thầy cũng nói ngắn gọn luôn nó khác nhau ở cái là những cái bài tập vận dụng cao tất cả các bài tập vận dụng cao và kỹ năng để xử lý các bài tập vận dụng cao thì chúng ta chỉ có lớp 9,5 cộng mới được học thôi nhá chỉ có cái chương trình 9,5 mới, mới 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 học còn cái chương trình 8,5 cộng thì chúng ta sẽ bỏ luôn cho thầy cái phần bài tập vận dụng cao được chưa nhỉ bởi vì thực ra là một cái đề thi của chúng ta bây giờ cùng nắm cũng chỉ đến 4 câu thôi nhiều nhất là khoảng 4 câu bài tập vận dụng cao thôi đấy là thế thôi thì các em bỏ đi thì các em chắc chắn cũng vẫn còn được chín mà đừng có tham lam làm cái gì Khoanh nhiều thế nào chẳng đúng một câu đấy là thầy đang nói những cái cơ những cái bạn mà có mục tiêu là 8,5 cộng nhá còn đương nhiên là những cái bạn mà muốn 9,5 cộng thì các em không được bỏ cái gì hết cả chúng ta sẽ được uh, uh, đào tạo tất cả Được chưa nhỉ đấy, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thầy uh, hy vọng rằng những cái mà thầy nói thì các em đã, đã 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 hiểu hết được rồi và chúng ta chuẩn bị tinh thần để bước vào cái giai đoạn bước vào cái quãng thời gian uh, chắc chắn nó sẽ là rất là quan trọng và và đương nhiên nó cũng sẽ rất nhiều kỷ niệm với những cái khóa về đích của thầy từ ngày xưa đến bây giờ từ nhiều năm gần đây rồi bao giờ cũng là những cái khóa mà nó chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm nhá thì năm nay cũng sẽ như mọi năm thôi à, khi mà các em tham gia học thì các em sẽ biết thôi nhá bây giờ còn lại khoảng một tháng nữa đến cái chương trình về đích thì bạn nào đang học phát đồ thì cố gắng làm sao mà hoàn thành cho thầy đi hoàn thành phác đồ thì các em sẽ thấy là rằng là sang giai đoạn về đích để chúng ta học nó sẽ rất là là, là là, là, thích thú và hiệu quả nhá thầy xin kết thúc cái video ở đây chào và hẹn gặp lại tất cả các em